Dạ vâng, ngày hôm nay em Trọng này lên sóng cho quý anh chị một chiếc xe gầm cao 7 chỗ máy dọc, chiếc Kia Sorento sản xuất năm 2019, động cơ máy dầu và bản full có cửa sổ lọc. Chiếc xe này với ngoại thất màu đen, nội thất cũng màu đen, sơn xi bên ngoài thân nó đều và đẹp. Sơn thì em mua của bác chủ được gần như là không phải làm sơn tí nào cả, về là bọn em săn bán thôi. Chiếc xe này là phần ngoại thất thân vỏ đẹp, khe kẽ mí đèn không đụng chạm một con ốc nào cả, xe còn rất là mới và đẹp. Phần ngoại thất thân vỏ thì đây là chiếc xe màu đen, nội thất đen có cam 360, rồi hệ thống đèn đóm thì rất là đẹp, đây trong veo này, trong veo đèn bi cầu, mặt ca lăng cũng rất là ngầu nhé. Đây các bạn nhìn đèn trong veo và phần la răng với lốp theo xe, lốp là rất là dày nhé, lốp lốp rất dày theo xe này, la răng còn sáng và đẹp, cam 360. Phần nội thất bên trong thì bác chủ rất là giữ gìn nhé, phần nội thất bên trong này lên một hàng ghế da cực đẹp cực đắt, cái hàng ghế da này cực ngồi êm sướng. Và táp lô này, vô lăng củ số mới đẹp. Đây các bác nhìn này, phần nội thất bên trong này. Trần này là trần lý nguyên bản, cửa sổ trời para nó toàn cảnh. Đây các bác nhìn này. Táp ly cánh này. Các chi tiết nó còn rất là mới. Nội thất hàng ghế sau này càng đẹp. Ghế rất xịn luôn. Các chủ lên hàng ghế đẹp chất. Đây phần trần lì nguyên bản. Rất là giữ gìn luôn, bác chủ đi lại nó cực kỳ giữ gìn. Con xe mà nó là cực đẹp. Đây do em cũng mới lấy về thôi, bọn em mới chỉ kịp tháo biển ra thôi chứ chưa dọn dẹp gì nhiều, nhưng mà nhìn đã rất là đẹp rồi. Gần như bọn em chỉ rửa nước lã rồi bán thôi. Đây đồ đạc bác chủ này cũng chưa kịp dọn đây. Rất là mới và đẹp nhé. Với chiếc xe này thì chiếc Kia Sorento 2019 động cơ máy dầu, và chiếc này bên em Trọng đang chào bán với giá rất là hợp lý thôi, chỉ với tầm tiền là 695 triệu là các bác đã sở hữu một chiếc xe gầm cao máy dầu đi lại tiết kiệm rộng rãi, phải nói là một chiếc xe rất xứng đáng trong tầm giá. Mà Trọng xin cảm ơn quý anh chị. Ai mà yêu thích chiếc xe thì các bác điện cho em Trọng nhé. Em Trọng xin cảm ơn.